Rồi xin chào mọi người nhé. Nay em quay con máy thẩm không nhá. Thẩm không này. Mặt 32 này. Mặt trước và mặt sau đều 32 nhá. Đều 32 nhá. Chiều dài của nó là 1m82 nhá. Mồm của nó là rộng 3/4 nhé. À, mồm rộng của nó 3/4 nhé. Lưỡi của nó là 30cm nhé. Đây. Đó. Con này thì nó hơi nặng. Chiều cao của máy là 74cm nhé. Thương hiệu là của Ban nhé. Ban. Lưỡi này hợp kim còn 1/2 nhé. Không mẻ tí nào luôn nhé. Hợp kim là 1/2. Động cơ đang là 750W. 3 pha. Điện vào là 3 pha 200V 0,75. Đó. Mọi người yêu cầu đổi điện thì em sẽ đổi cho. Đó. Và nếu mà lên ký rưỡi em cũng đổi miễn phí cho ký rưỡi. Đó. Giá thành là 15.500.000 ạ. Chưa bao gồm phí vận chuyển nhá. Con máy này nó nặng tầm độ khoảng 4 tạ. Cữ này. Cữ dài là 87cm này. Cao là 12cm nhá. Con này thì bật máy lên thì rất đầm, nhưng mà hiện giờ thì em chưa lối được cái CB, cái A đấy. Nên là ai có nhu cầu thì em sẽ test cho. Đó. Giá thành là em xin báo lại nó là 15.500.000 nhá. Đấy, thương hiệu Ban nhá. Đầm máy nhá. Kêu êm tít nha, không kêu ấy gì nghỉ nha, bi không kêu ok nhá, chạy tất cả đều ok hết. Đó. Mọi người có thể mua máy cưa của bên em. Đấy. Em vừa dọn xong trên này là em lấy cái dầu nhớt đấy, em lau bằng cái rẻ nên là nó bóng như này, mặt là không bị rỗ chứ gì nhá. Đó. Rất chi là ok luôn. Đó. Em còn con SA280 đang phủ bạt, giá là 60 triệu. Đó. Còn những con cưa mâm của em là bán 8,5 triệu nhá. Cưa mâm ai có nhu cầu thì em sẽ dọn cho người đấy nhá. Đây là cưa mâm. Cưa mâm này thì nó có 6 triệu thôi. Cưa mâm. Mặt em chưa dọn đâu. Mặt không bị làm sao nhá, không rỗ chứ nhá. Mặt là dài là 83 này. Rộng của nó là 66 nhá. Dài 83 rộng 66 nha. Chỗ này nó bị khuyết ở cái cữ nha. Khuyết ở cái cữ này là mất 9 phần nha. Đó. Thương hiệu Fukami. Đó.
Còn đây là máy của China nhé. Cây này là cây bào tàu nhé. Đó. Lưỡi thì của nó rất chì đẹp, ba lưỡi nhá. À em báo con này là con này nó hai lưỡi dày nhá. Hai lưỡi dày bây giờ thì nó lưỡi của nó quá thông dụng rồi. Hai lưỡi dày nhá. Lưỡi của nó dày 8 ly đến 1 phân nhá. Bản to của nó thì 7 phân đến 8 phân đều được nhé. Đây. Em về được thanh lý cái đôi máy cây này gọi là bào và cưa tàu, đã một bên đã lên nên của cái lên xuống, tức là đã chế lại cái lên xuống. Motor con này bao nhiêu nhỉ? Motor con này là em không biết là ký rưỡi hay là 1 ký đâu nhá, ký rưỡi hay là ký mốt em không biết đâu nhá, như chạy ok nhá, hoàn hảo nhá. Còn đây là một cây máy đục nhá, đầy đủ nhá, không thiếu cái gì nhá. Đó đây, cái này nó rơi xuống đây này, cái này nó ở cái vam cữ rồi. Đó. Đó, cây này là 550W nhé, điện một pha 220V nhé. Vòng tua của nó là 2.800 nhé, tốc độ của nó là 2.800 nhé. Đó. Cây này nhá, là em không bán cái sắt này đâu, ship đi nó rất chi là loằng ngoằng, em chỉ bán cái nguyên cây đục này không thôi. Nếu ai ở gần đến đây chở thì ok, thì em bán con này là 4 triệu 2 này. Đó. Con này là 4 triệu 2 này. Đó. 4 triệu 2. Con này là 4 triệu 2 máy tàu nhá. Còn con này là 2 triệu 2 nhá. Nếu khách ở đâu xa ấy thì em sẽ hỗ trợ tiền ship nhá. Đó. Cây này đã bị mài, người chủ cũ đã mài cái này để cho đỡ sắc cạnh nhé. Đó. Bên đục này tháo mất rồi nhá, nó chỉ còn như thế này thôi nhá. Đó. Giá là 2 triệu 2 nhé. À đo mặt luôn nhá. Mặt con này là dài 1 mét. Tổng chiều dài là 1 mét này. 21 phân ở bên này này. 26 phân ở bên này nhá. Đó. Mồm con này rộng là 3 phân 2 nhá. Mồm này rộng 3 phân 2 nhá. Còn cái mặt này là dài 80 nhá. Mặt sắt nhá. Rộng 30 nhá. Đó. Chạy với motor một pha nhá, không biết là nó 1,5 ký hay là ký mốt, con này chắc ký rưỡi á, to này ký rưỡi đấy, một pha nhé. À cái bình hơi này của tàu hay là của Taiwan này, cứ cho nó là của tàu đi nhá. Bình hơi này thì nó ghi là 50 lít nhá. Em bán là 300 ngàn nhé. Bully đây. Đó. Thương hiệu của nó là Bully nhé. 300 ngàn. 50 lít. Đó. Ai có nhu cầu máy gì thì alo cho em nhé. Alo trực tiếp điện thoại của em nhé. Em là Long của shop Long Hợi. Rồi xin chào mọi người nha.